Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cháp 277 Quá sung sướng, quá mức nghiện. Quốc quân hận không thể đem cái này tin chiến thắng thiêu, sau đó hóa thành khói ngửi vào trong lỗ mũi cho nó phê lòi. Ước chừng hưng phấn 15 phút, sau đó Ninh Nguyên Hiến tiến vào trạng thái hưng phấn mãnh liệt hơn. Bất quá vừa mới là hưng phấn ở tầng ngoài, lúc này hưng phấn ở bên trong hắn đẩy cuốn kinh phật ra xa còn xem cái gì thật sự quá nhàm chán thượng rượu thượng rượu thượng rượu câu nói quan trọng phải lặp lại ba lần lê chuẩn đại công công đã chuẩn bị rượu và đứng trước mặt hắn ngay cả khi quốc quân chưa kịp nói thượng rượu hắn cũng đã sẵn sàng quốc quân nhìn lê chuẩn và nói lão cầu này dám làm con run trong bụng quả nhân ư chắc ta sẽ giết ngươi diệt khẩu nói xong hắn cũng không nhịn được cười ha ha sau đó hắn lấy bầu rượu tự mình rót và uống quá ngon đủ mé rượu này là gì vậy sao lại ngon đến thế thực ra đó vẫn là loại rượu như mọi khi chỉ là đêm qua uống lên có vị như nước tiểu ngựa hắn vừa uống rượu vừa nhìn tin chiến thắng cả người hắn như lơ lửng trong không trung hắn muốn viết thơ hắn đang phấn khởi muốn tận dụng cơ hội này để viết một bài thơ tuyệt đỉnh sau đó ninh nguyên hiến bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ vài phút nhưng không thể nghĩ ra một câu nào thôi 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 lúc này đang phấn khởi như vậy hãy viết thơ đi hắn liền uống hết hơn một nửa bầu rượu quốc quân nằm dựa trên giường thở dốc có vẻ đã uống hơi nhiều lợi hại lợi hại lợi hại lợi hại càng quan trọng thì phải nói bốn lần thẩm lãng tiểu tử này quá lợi hại ta chỉ hy vọng một chút ở hắn mà thôi không ngờ hắn lại làm được hắn dẫn theo vài trăm người đi diệt khương vương còn giúp a lỗ nana lên ngôi vương từ giờ trở đi khương quốc sẽ là bạn đồng minh của ta trong vài chục năm tới, biên giới phía Tây sẽ không còn loạn. Ta giao cho hắn nhiệm vụ chỉ là để kiềm chế Tôn An trong một hai tháng mà thôi. Nhưng hắn lại diệt được lực lượng chủ lực của Tôn An. Quả thật, tiểu tử này, hỗn đản này. Quả nhiên là một tài năng vô biên mà trời đã ban cho ta sao. Thật không hổ là ta thích hắn, lão cẩu ngươi nói xem, thẩm lãng này có phải hay không giống ta một chút. Trương Sung cũng rất lợi hại, Trương Sung cũng rất ghê gớm. Thật kỳ lạ, lúc ấy thẩm lãng mang theo mấy trăm người, hắn nói muốn đi diệt Khương Vương A à Lỗ Thái. Viết hơn một ngàn tự cáo trạng, thiên hạ ai đều không tin, nhưng Trương Sùng lại tin, hơn nữa còn phó thác sinh tử cho hắn. Hai người từng là đối thủ lớn nhất, giờ lại trở thành tri kỷ, thật có ý tứ. Ta đã thắng, đã thắng. Cuối cùng khi quốc quân nói ra những lời này, giọng của hắn có chút nghẹn ngào, khóe mắt cũng ẩm ướt. Trong khoảng thời gian này, người chịu áp lực lớn nhất thiên hạ không phải Trương Sùng, càng không phải thẩm lãng, mà chính là hắn, Ninh Nguyên Hiến. Trương Dung thì chỉ có thể chết cho xong việc, Thẩm Lãng thì chỉ có thể thất bại. Chỉ có hắn Ninh Nguyên Hiến mới phải gánh vác trách nhiệm thành bại của toàn bộ quốc gia. Mỗi ngày đều sống trong áp lực như một năm. Mỗi ngày đều phải làm những kế hoạch tinh vi, không biết bao nhiêu lần đã tỉnh giấc từ giấc mơ ác. Nhưng giờ đây cuối cùng đã chiến thắng. Đã hoàn toàn chiến thắng. Thắng rồi, đã thắng. Sau khi Ninh Nguyên Hiến nói xong, rượu trong tay hắn đã chảy xuống mặt đất. Hắn ngáp một cái và ngủ mất. Đại hoạn quan Lê Chuẩn tiến lên, nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên người quốc quân lần trước khi biên cảnh và cuộc săn thất bại quốc quân đã không ngủ suốt bốn ngày ba đêm nhưng giờ đây dù bên ngoài hắn mỗi đêm đều ngủ nhưng thực tế hắn không thể ngủ được mỗi ngày hắn đều sống trong cảnh tiêu tụy tóc dụng từng mớ hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng hắn thậm chí đã soạn sẵn lời xin tha cho Ngô Vương đã suy nghĩ kỹ về việc nhường lại quận nào nếu có một sự cố xảy ra thì danh tiếng của hắn Linh Nguyên Hiến suốt đời này sẽ kết thúc Lê Chuẩn nói với Lê Ân bằng tín hiệu của môi, ngươi cứ theo dõi, ta cũng đi ngủ một lát. Đại hoạn quan Lê Chuẩn cũng không thể chịu đựng được nữa. Hắn là một tên nô tài chân chính, luôn phải lo lắng hơn cả chủ nhân của mình. Khi chủ nhân vui vẻ thì hắn phải vui vẻ hơn chủ nhân. Trong khoảng thời gian này hắn cũng gần như không ngủ được. Ninh Nguyên Hiến không cầu nguyện, nhưng hắn Lê Chuẩn đã cầu khấn tất cả các vị thần Phật trên trời. Khi tin chiến thắng truyền đến, Lê Chuẩn cảm thấy toàn thân yếu đuối. Phấn khởi quá mức, Toàn thân không còn một chút sức lực. Ở trong doanh trại lớn của Ngô Vương, Ngô Khải trẻ tuổi vẫn đang dạo bước. Tin tức sao chưa đến? Bản tin chiến thắng từ Thiên Tây hành tình chắc chắn sẽ đến. Lần trước, Tô thị đã gửi tình báo, nói rằng Trương Sung đã bị bệnh và họ đã bắt được con trai và cháu trai của Trương Sung. Vì vậy, cuộc chiến ở Thiên Tây hành tình chắc chắn đã kết thúc. 800 dặm kịch liệt, tin chiến thắng chắc chắn sẽ đến. Ngô thẳng nói, "Đại vương đừng vội, kết quả đã được định rồi." đại soái ngô thẳng thúc của ngô vương phó thái tử su mật sử dù là một tên lão thần bảo thủ nhưng dù sao cũng là thúc của vương luôn quan tâm đến cháu trai của mình nhiều lúc hắn không đồng ý với ý tưởng và cách làm của ngô vương nhưng hắn luôn kiên trì đứng về phía ngô vương ngô khải gật đầu đúng vậy kết quả đã được định rồi trương sung chắc chắn sẽ bị diệt vong tôn an chắc chắn sẽ quét sạch toàn bộ thiên tây hành tỉnh lần này ngô quốc của ta nhất định sẽ xóa đi nhục nhã trong quá khứ Báo, báo, 800 dặm kịch liệt, 800 dặm kịch liệt. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào, Ngô Vương đột nhiên đứng dậy và lao ra ngoài. Một người lính của Hắc Thủy Đài Ngô Quốc lao vào và quỳ gối trước mặt Ngô Khải, run run nói, "Bệ hạ, tin chiến thắng từ Nội Triều Thành đã đến." Ngô Vương ngạc nhiên, "Không phải là tin chiến thắng từ Thiên Tây Hành Tỉnh sao? Tin chiến thắng từ Nội Triều Thành lại có gì hay ho? Không phải đã nói Kim Sĩ Anh phản Kim Thị, Nội Triều Thành nhất định sẽ bị bắt sao?" con người ta thường không quan tâm đến những gì đã thuộc về mình. Chỉ có niềm vui bất ngờ mới là niềm vui. Tôn An đã quét sạch thiên Tây hành tỉnh và Việt Quốc ở phía Tây đã thất bại. Điều này, đối với Ngô Vương, mới là niềm vui thực sự. Tuy nhiên, tin tức tốt luôn là một điều tốt. Khi Ngô Vương nhận được tấu, hắn phát hiện trên mặt nó có ba lông chim quạ đen. Hắn không khỏi nhíu mày, Ngô Mục vẫn còn quá trẻ, việc chiếm được nội triều thành dù có ý nghĩa quan trọng, nhưng việc sử dụng ba lông chim quạ đen có vẻ hơi phóng đại. Khi mở tấu ra, hắn thấy ngay, dòng chữ đầu tiên đã viết, bệ hạ, thần có tội, nội triều thành đã thất bại trong trận chiến. Ngay lập tức, ngô vương cảm thấy như bị xét đánh. Cả người hắn đứng yên như tượng, chỉ có đôi tay không ngừng run rẩy. Trong tay hắn, những chữ trên mật tấu bỗng nhiên như bơi lội lên, dường như không còn quen biết với từng chữ nữa. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Ngô vương phải nhắm mắt lại mới có thể đứng vững được. Hắn cố gắng hít sâu, sau một hồi lâu mới mở mắt ra. Sau đó, hắn tiếp tục đọc xong mật tấu của Ngô Mục. Mật tấu này được viết rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ, có lẽ nó dài hơn một ngàn chữ. Quá trình của trận chiến nội triều thành, Ngô Mục không giấu giếm gì cả. Những sai lầm thuộc về hắn, hắn đã viết ra hết. Những sai lầm không thuộc về hắn cũng đã được viết ra hết. Từ những dòng chữ này, Ngô Vương có thể rõ ràng thấy rằng đường đệ của mình tự trách mình quá nặng nề, dường như muốn chết ngay tức khắc. Vương Thúc, ngài xem đi, Ngô Vương đưa mật tấu cho Ngô Thẳng xem. Sau đó, hắn đi về chỗ ngồi của mình với bước chân có chút tập tĩnh và ngồi xuống. Trận chiến nội triều thành đã thua, chiến lược lôi châu đảo đã thất bại. Hắn đã trả giá bao nhiêu? Hắn, vị quốc quân này, tự mình ban lệnh dẫn dắt hàng vạn quân đội hùng mạnh tiến về phía nam, gần biên giới Việt quốc, chỉ để cướp lấy nội triều thành và tránh né sự chú ý của người khác. Đây là hành động chiến lược đầu tiên của hắn sau khi lên ngôi, và giờ đây, hắn đã thua. Kim Sĩ Anh, Kim Sĩ Anh, Ngô Vương nghiến răng nghiến lợi gọi tên này. Nếu không có hắn, làm sao Ngô Quốc có thể thua thảm như vậy? Ta dùng mỹ nhân kế của Ngô Quốc, ngươi lại dùng kế phản gián. Và làm cho ta thua thảm như vậy. Tam vạn quân đội, thiệt hại một vạn tám. Điều này chưa phải là tất cả. Điều quan trọng là trong thời gian dài tới, không còn có cơ hội bắt lấy nộ triều thành nữa. Mối quan hệ với ẩn nguyên hội cũng sẽ nhanh chóng biến chuyển xấu đi. Trận chiến này thua ẩn nguyên hội đã mất trăm vạn đồng vàng quân phí mà hắn đã vay. Sau khi đọc xong, Ngô Vương cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Nhưng hắn là một người giàu kinh nghiệm, vào thời khắc quan trọng này phải giữ vững tinh thần. Bệ hạ, ngài nhất định phải tỉnh lại. Ngô Thẳng nói, tình hình chưa đến mức tuyệt vọng, báo cáo chiến tranh từ thiên tây hành tỉnh sẽ sớm tới. Một khi Trương Sung bị tiêu diệt và Tôn An quét sạch toàn bộ thiên tây hành tỉnh, Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ đàm phán và chúng ta vẫn có thể giành lại ít nhất ba khu vực trận chiến này vẫn có thể coi là một chiến thắng lớn bệ hạ mất đi cái này để được cái khác mất công này để được công kia nghe lời này ngô vương tức khắc tỉnh lại không tình hình chưa đến mức tuyệt vọng ngô quốc của ta thất bại trong việc cướp lấy nội triều thành chỉ là một phần nhỏ thất bại mà thôi chỉ mất đi một ít binh mã nhưng việt quốc lại đối mặt với một tai họa lớn đối mặt với số phận bị chia cắt ngô quốc của ta vẫn chưa thua chỉ cần kết quả chiến trường từ thiên tây hành tỉnh được công bố Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ đàm phán. Sau đó, Ngô Vương tự tin nói, Vương Thúc, chúng ta cùng nhau chờ, cùng nhau chờ. Chờ tin từ thiên tây hành tỉnh, chờ Ninh Nguyên Hiến tự nguyện xin tha, tự nguyện yêu cầu đàm phán. Quả nhân chưa thua, chưa thua. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập Cấp báo, cấp báo. Người tình báo kia đi vào trước mặt đại doanh, trực tiếp từ trên chiến mã lăn xuống, nhanh chóng nhảy vào trong đại doanh của Ngô Vương. Đại vương, trận chiến ở bạch dạ quận đã kết thúc quân đội chính của tô thị đã thất bại hoàn toàn một tiếng sấm rền vang như vỡ tung ngô vương cảm giác như mình đang gặp ảo giác cái gì ngươi nói cái gì bệ hạ quân đội chính của tô thị đã thất bại hoàn toàn ngô vương tức khắc mắt đỏ bừng toàn thân run rẩy hắn gào lên sao có thể sao có thể tô thị không phải đã nói rõ ràng sao trương sung bệnh nặng và sắp chết hơn nữa họ đã bắt được con trai và người thừa kế của trương sung phải không không phải đã nói là đã chiếm được bạch dạ quận thành và đã trở thành kết cục đã định sao cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chuyện gì người tình báo kia nói thẩm lãng bất ngờ dẫn dắt quân khương quốc tấn công từ phía sau quân đội chính của tô thị không hề phòng bị chỉ trong nửa ngày họ đã bị giết cho tan tác ngô vương tức khắc cảm thấy chóng mặt thẩm lãng lại là thẩm lãng tiếp theo hắn cảm thấy hai chân mềm nhũn phát hiện ra rằng mình không thể đứng vững được Hắn không ngừng lùi lại phía sau cho đến khi ngã xuống ghế. Tin tức tệ hại to như bầu trời rơi xuống, hơn nữa lại là hai cái thất bại liên tiếp. Thật là đáng thất vọng, thất bại này còn thảm hại hơn cả mọi lần. Trận chiến tại Nộ Triều Thành, chúng ta đã thua. Biện Tiêu đã xâm nhập vào lãnh thổ của Ngô quốc và mở rộng vùng đất của mình, nhưng cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể đánh bại hắn. Bây giờ, Ninh Nguyên Hiến đã giành được chiến thắng lớn ở Thiên Tây và đã tiêu diệt được lực lượng chính của Tô Nam. Từ địa ngục Ninh Nguyên Hiến đã leo lên thiên đường sau chiến thắng huy hoàng này. Còn hắn, Ngô Khải, từ thiên đường đã rơi xuống địa ngục. Tại sao lại như vậy? Ngô Khải đã làm gì sai? Trời cao tại sao lại đối xử với ta như vậy? Nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Ngô Vương. Ngô Khải cảm thấy cơ thể mình không còn hơi ấm nữa, không còn cảm giác gì nữa. Sẽ phải đối mặt với hậu quả gì tiếp theo? Làm sao để biện tiêu rút quân? Ninh Nguyên Hiến sẽ tấn công như thế nào tiếp theo? phải chăng lại phải nhượng bộ một vùng đất nữa? Ngô Khải mới vừa lên ngôi, liệu có phải chịu nhục nhã mất đi quyền lực không? Ngô Vương run rẩy hỏi, Vương Thúc, liệu ta có phù hợp với ngôi vị này không? Ta có thật sự không đủ tài năng không? Ngay khi lời này vừa thoát khỏi miệng, Ngô Thẳng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, bệ hạ oai phong lẫm liệt, kiên trì và dũng cảm. Nếu ngài không phù hợp với ngôi vị này, thì trên thế gian này không ai xứng đáng làm đại vương của Ngô Quốc. Ngô Khải nói, vậy tại sao ta mới kế vị chưa lâu lại gặp phải thất bại lớn như vậy ngô thẳng trả lời bệ hạ có những lúc thắng bại chỉ do số phận một vị quân vương chỉ có thể trở nên sáng suốt và thông minh sau những thất bại và khó khăn bệ hạ không thể để mất phong độ chỉ vì một lần thất bại một người quân tử có thể chấp nhận sự bảo thủ nhưng một vị quân vương không thể bình thường trước đây bệ hạ luôn sắc bén điều này khiến ta lo sợ cho ngài nên ta luôn khuyên ngài nên bảo thủ hơn một chút nhưng sự sắc bén của ngài lại là điều mà ta mong muốn nhất, bệ hạ không thể để mất đi sự sắc bén này chỉ vì một lần thất bại. Ngô thẳng quỳ xuống vài bước, khóc lớn nói, bệ hạ, xin cho thần dám nói một điều, ngô mục lần này thất bại, nhưng hắn đã cố gắng hết sức. Đối thủ của hắn quá mạnh, chỉ sau trận chiến này, hắn mới có thể trở thành một danh tướng vĩ đại. Nhưng ngài là niềm tự tin của hắn, nếu ngài từ nay về sau mất đi tinh thần, toàn bộ phe phái tân duệ sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Bệ hạ, bệ hạ của ta thần muốn nói thẳng trong trận chiến này với ninh nguyên hiến ngài đã thể hiện rất xuất sắc thần cảm thấy ngài chỉ mắc một lỗi duy nhất là không ngăn được ninh nguyên hiến dụ dỗ do đó đã quên mất mục tiêu chiến lược ban đầu của mình liên tục điều binh từ tuyến tây muốn biến cuộc chiến giữa hai vương thành sự thật điều này coi như là bị lợi ích che mờ mắt dẫn đến việc tuyến tây trở nên trống rỗng biện tiêu và binh mã của hắn đã xâm nhập vào tim gan của ta nhưng sau đó ngài đã biểu hiện rất tốt không chỉ không để cho ba vạn quân ở tuyến Tây trở về để bao vây biện tiêu, mà còn cho phép họ tiếp tục gia nhập vào đại doanh, duy trì thế áp đảo trước Ninh Nguyên Hiến. Điều này hoàn toàn phản ánh tư duy của một quân chủ thông minh. Thành bại nhiều khi chỉ là ý trời, bệ hạ không nên tự trách quá mức và càng không nên hoài nghi bản thân. Và những kẻ bảo thủ muốn phản công sao? Bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, ai dám khiêu khích, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Bệ hạ, ngài phải tỉnh táo lại, cuộc đàm phán tiếp theo với ninh nguyên hiến cần sự hiện diện của ngài không ai có thể thay thế được lời nói của ngô thẳng như một luồng gió mát lành thổi vào lòng ngô vương cơ thể lạnh lẽo của hắn dần trở nên ấm áp trái tim lạnh lẽo của hắn dần trở nên nóng bỏng ý chí ban đầu mơ hồ giờ đây lại trở nên rõ ràng đúng vậy ta không thể gục ngã ta là ngô vương dù có gì đi nữa dù có trách nhiệm gì chỉ có ta mới có thể gánh vác ta còn phải đàm phán với ninh nguyên hiến Cuộc chiến của ta chưa kết thúc mà mới chỉ bắt đầu. Trong phủ của trấn Viễn Hầu, Trịnh Đa đã chiếm được tất cả những người vợ đẹp của Tô Nan và còn chiếm được tất cả những người vợ của Tô Kiếm Đình. Thật giống như đang ở thiên đường, anh ta đã thả phanh trong vài ngày. Giờ phải làm việc chính, phải gửi tấu chương mới cho quốc quân. Tại sao khi mới chiếm được phủ của trấn Viễn Hầu, không thông báo tin chiến thắng cho quốc quân? Bởi vì không thể, vì khoảng cách thời gian giữa tin chiến thắng này và tin chiến thắng ở Bạch Dạ quận quá ngắn rất nhiều người sẽ hoài nghi việc chiếm được phủ của Trấn Viễn Hầu dường như quá dễ dàng. Họ nghĩ rằng chúng ta chỉ cần hành quân đến và ngay lập tức chiếm được phủ. Vì vậy, chúng ta cần phải giả bộ như đã chiến đấu một thời gian dài. Không chỉ vậy, chúng ta còn cần phải để lại dấu vết máu trên tường thành của Trấn Viễn Hầu. Chúng ta còn cần chất đống thi thể. Nói tóm lại, chúng ta cần phải tạo ra hình ảnh như đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Trịnh Đà là một tướng lĩnh, anh ta không cần phải viết tấu chương một cách hoa mỹ, chỉ cần giả bộ như thất học biết ít chữ. Sau trận chiến lớn ở Bạch Dạ quận, chúng thần đã không ngừng hành quân về phía nam để tấn công phủ của Trấn Viễn Hầu. Chúng thần đã chiến đấu ác liệt trong năm ngày và năm đêm, gây ra hàng vạn thương vong, giết chết 8.000 quân phản loạn của Tô Nan. Cuối cùng đã chiếm được lâu đài của Tô Thị và hoàn toàn dập tắt cuộc loạn lạc của Tô Nan. Nhưng Tô Nan là một kẻ xảo quyệt, hắn ta đã dẫn theo một số người trốn thoát, khiến cho chúng thần không thể hoàn thành công việc. Xin bệ hạ tha thứ. Sau khi viết xong tấu chương, họ đã gửi hai đội kỵ binh để trước tiên đưa tin chiến thắng này đến quốc quân và thái tử. Trịnh Đà, Hầu Tước, nói, chúng ta không chỉ cần thông báo cho quốc quân và thái tử, mà còn cần phái mười mấy đội người đi khắp nơi tuyên truyền, công khai tin chiến thắng. Chúng ta muốn cho mọi người trên thiên hạ đều biết rằng Trịnh Đà và Lương Vĩnh Niên đã tiêu diệt quân phản loạn của Tôn An, dập tắt cuộc nổi loạn ở phía Tây Việt Quốc, giúp sóng to gió lớn đã lắng xuống, ngăn chặn sự sụp đổ đại nghiệp của Việt Quốc. Lương Vĩnh Niên gật đầu. Trịnh Đà nói, Lương Đại Nhân, xin chúc mừng ngài đã hoàn thành công việc vĩ đại này từ nay về sau ngài chính là trụ cột vững chắc của việt quốc lương vĩnh điên trả lời không dám không dám việc tiêu diệt quân phản loạn của tôn an là công lao của trịnh đà bá tước ngài mới là trụ cột vững chắc của việt quốc sau đó lương vĩnh điên nhăn mày nói nhưng bệ hạ hẳn là biết rằng người đã tiêu diệt lực lượng chính của tôn an chính là thẩm lãng và trương sung trịnh đà cười lạnh nói thẩm lãng đã sử dụng quân đội của khương quốc để tiêu diệt lực lượng chính của tô thị đây là việc dẫn quân man vào cảnh lòng muông dạ thú hành vi này không khác gì tôn an nếu lòng không phục sôi nổi trên giấy hắn đang âm mưu phản loạn tai họa từ khi man tộc xâm nhập cách đây trăm năm vẫn rõ ràng trước mắt lương vĩnh niên nói đúng vậy hơn nữa anh ta đã chiếm được sự hỗ trợ từ kỵ binh khương quốc một tên quan nhỏ bé và nhát gan lại dám khiêu khích chúng ta hai người không chỉ không tuân theo mệnh lệnh tấn công phủ của trấn viễn hầu mà còn cản trở ở nhiều mặt giúp tôn an thoát khỏi Trịnh Đa nói, không chỉ có vậy, anh ta còn để cho kỵ binh Khương quốc tự do trong thành và gây ra cuộc giết chóc và cướp bóc điên cuồng. Vì vậy, dù anh ta có công trong trận chiến này, nhưng tội lỗi của anh ta còn lớn hơn. Lương Vĩnh Niên ngạc nhiên, đù mé, cái này hơi hư cấu à. Trịnh Đa nói, nếu anh ta không làm điều đó, chúng ta có thể thay thế anh ta. Khi nghe được điều này, Lương Vĩnh Niên hiểu ngay. Trước tiên, chúng ta giả mạo như là kỵ binh Khương quốc, đi khắp nơi cướp bóc, giết chóc và công khai tuyên bố rằng chúng ta đang thực hiện mệnh lệnh của thẩm lãng. Điều này thật tuyệt diệu, phải không? Ở thời điểm quan trọng, chúng ta phải tàn nhẫn và quả quyết. Hết cháp 277